Theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Ngài Trụ Trì, thì Tông Vương cũng nhân đây cũng để tưởng nhớ đến Tổ Sư, Ngài là một bậc cũng cao tăng, bậc là cả tâm huyết một đời, giáo hóa, hoằng pháp, độ sanh. Nên để cũng dâng lên Tổ Sư, thì Tông Vương cũng có gieo cái chúc duyên để cùng trong đại chúng để gửi lại một cái ý nghĩa là cửa giác ngộ vẫn còn đang mở. Tức là đây là cũng để nhắc lên cái tinh thần để mà giác ngộ, hay là tinh thần để mà hoằng pháp lợi sanh. Thứ nhất là tánh giác là ai ai cũng đều có, không? Bởi vì nghe là trong kinh đã nói đó, tánh giác là cái điều sẵn có nơi mỗi người, nơi mỗi chúng sanh. Đây là một cái lẽ thật mà gọi là xưa nay, tức là dù Phật ra đời cũng không làm thay đổi, Phật là chỉ lại thôi, chứ Phật cũng không phải làm thay đổi, không? Cho nên trong kinh Kim Cang, khi mà trưởng lão Tu Bồ Đề, Ngài có bạch Phật là: bạch Thế Tôn, có chúng sanh nào nghe được những lời lẽ, nghĩa lý rõ ràng như thế mà sanh lòng tin chân thật chăng? Thì Phật bảo Tu Bồ Đề: chớ nói lời ấy. Tức là Ngài Tu Bồ Đề, Ngài hỏi là có chúng sanh nào mà nghe được những lời lẽ, nghĩa lý mà rõ ràng, cao siêu như vậy đó, thì có thể sanh lòng tin chân thật chăng? Thì Phật ngăn là chớ có nói lời ấy. Tức là Phật ngăn cái lời hỏi đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu hỏi như vậy đó thì tức là có thể làm cho người ta thiếu lòng tin, tức là còn nghi là có người không tin hay sao, không? Đó, cho nên Phật ngăn là chớ có hỏi là chớ có nói lời ấy nha. Bởi vì đây cái lẽ thật này là một cái lẽ thật ai cũng đều có, thì tại sao không thể tin, không? Đó nghĩa là mọi người đều có sẵn mà tại sao không thể tin. Cho nên đó là Phật xác định lại cái niềm tin cho tất cả, thì mới thấy rằng đó là cái lòng từ của Phật rất là lớn lao, không? Để mà đánh thức cho mọi người cái niềm tin vốn có đó. Cũng như trong kinh Đại Niết Bàn là phẩm sư tử rống đó, sư tử hống đó, Đức Phật có bảo: này Thiện Nam Tử, như có người để chất độc trong sữa, rồi sữa thành lạc, nhẫn đến thành đề hồ, thì danh tự dầu có biến đổi nhưng chất độc chẳng mất. Nếu uống đề hồ thì cũng có thể bị độc mà chết, thật ra chẳng có để độc trong đề hồ. Thì Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, dầu ở trong thân sai khác của năm loài nhưng Phật tánh này vẫn thường trụ duy nhất không biến đổi. Tức là Phật ví dụ là như chất độc để trong sữa rồi nó biến thành lạc, thành đề hồ, nhưng mà khi mà mình uống đề hồ thì cũng bị trúng độc chết, mà chất độc thì không có để trong đề hồ. Thì cũng vậy, Phật tánh của chúng sanh á, dầu là mình mang cái thân sai khác ở trong năm loài nhưng Phật tánh này vẫn thường trụ duy nhất không có biến đổi. Tức là dù ở trong cái loài nào là cũng không có mất Phật tánh. Vậy thì ai cũng đều có ngầm sẵn không có mất, cho nên Đức Phật mới có cái lời xác định rõ ràng về cái ý nghĩa là sư tử hống đó. Tức là Phật nói rằng sư tử rống gọi là quyết định thuyết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Như Lai thường trụ không biến đổi. Đó là lời sư tử rống. Phật gọi đó là rống lên tiếng rống sư tử, là cho tất cả là phải nghĩa là tin chắc rõ ràng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Như Lai là thường trụ không biến đổi. Tức là lời Phật xác định rõ ràng như vậy. Như vậy thì mà chúng sanh đã có Phật tánh thì tức là có giác ngộ, đó là lẽ thật, không? Có Phật tánh tức là có giác ngộ, đó là lẽ thật rồi.
Cho nên trong Thiền Tông thì các vị thiền sư, các ngài luôn luôn là đánh thức cho mỗi người học đó, để thức tỉnh trở lại cái lẽ thật đó chứ không gì khác. Đó, tức là nhằm mà đánh thức gợi lại cho tất cả để phát minh cái ánh sáng giác ngộ đó. Cho nên thiền sư Huệ Lãng khi mà còn đi thăm học đó, thì khi mà ngài đến chỗ Hòa Thượng Thạch Đầu, thì thiền sư Huệ Lãng mới hỏi thế nào là Phật. Thì ngài Hòa Thượng Thạch Đầu mới đáp là ông không có Phật tánh. Hỏi thế nào là Phật thì ngài đáp là ông không có Phật tánh. Thì ngài Huệ Lãng ngài mới thắc mắc, ngài hỏi vậy thì các loài bò bay mái cửa thì thế nào? Thì ngài Hòa Thượng Thạch Đầu đáp các loài bò bay mái cửa vân vân thì lại có Phật tánh. Đó. Thì ngay đó là ông thắc mắc thêm nữa, cho nên ông mới hỏi vậy thì Huệ Lãng vì sao mà không có? Thì ngài Thạch Đầu ngài đáp vì ông chẳng chịu nhận. Thì ngay đó sư liền tỉnh ngộ. Đó. Thì mới thấy đó là Hòa Thượng Thạch Đầu ngài khéo léo không gợi cho ông một cái thắc mắc, không nghĩa là nói rằng hỏi thế nào là Phật thì nó ông không có Phật tánh. Thì ông là người học đạo tham thiền lâu năm thì nghe nói là kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao mình không có? Cho nên ông hỏi vậy thì các loài như là những loài bò bay mái cửa thì là những chim kiến đồ vân vân đó thì vậy là có Phật tánh hay không? Thì Thạch Đầu ngài đáp các loài đó là vậy là có đó. Thì ông liền thắc mắc thêm nữa, chính cái thắc mắc đó cho nên rồi ông mới hỏi Huệ Lãng vì sao là không đó. Thì ngài Thạch Đầu ngài chỉ khơi nhẹ một cái là tại vì ông chẳng chịu nhận. Đó. Như vậy thì có mà không chịu nhận thì cũng như không, không? Nhưng mà nếu nhận thì sẵn có. Đó. Thì như vậy tức là nói không nhưng mà không phải là hoàn toàn không, nhưng mà đã để gợi ý không? Đó cho ông thắc mắc. Như vậy thì mới thấy rằng vậy thì chúng ta ngày nay thì có giống như vậy hay không? Có mà không chịu nhận thì cũng như không, cho nên là có khi mình không chấp nhận không? Thì đó là để nhắc vậy thì tất cả chúng sanh đều có tánh giác, đều có Phật tánh thì tại sao lại không có giác ngộ không? Cho nên đó là cái điều mà muốn đánh thức cho tất cả. Thứ hai là tâm vẫn còn đây không? Tức là tánh giác thì vẫn còn nguyên vẹn không mất và tâm thì cũng không mất không? Đó. Bởi vì lâu nay thì mình học đạo thì cũng là đi tìm tâm, gọi là mất tâm không? Nhưng mà sự thật tâm cũng không có mất. Mắt ai ai mỗi người trong đây cũng vậy, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, ý vẫn biết, phải không? Đó. Thì trong đây như vậy thì ai cũng đều có mắt thấy, tai nghe, ý vẫn biết hết không? Thì tức là dấu vết nó vẫn còn chứ đâu có mất, tức là dấu vết tâm vẫn còn không? Tức là nếu mà không có tâm á thì làm sao mà biết thấy, biết nghe không? Cây đá đâu có biết không? Như vừa rồi mà đi dự lễ tang của Hòa Thượng Xuân Thắng á không? Thì ở đây thì chúng tôi đi xuống thì dự tức là định là sau khi họp ban quản trị xong thì có xin phép Hòa Thượng Thường Chiếu đây rồi là con xuống thăm liền, nhưng mà ngay trong đang buổi họp là nghe tin là ngài đi trước rồi không? Đó. Thành ra khi mà xuống tới thăm á thì ngài đi rồi thì các vị mới dỡ cái khăn mặt lên cho chim ngưỡng. Thì lúc đó thì tôi mới đến là thưa thầy con cũng thông phương cũng đến thăm thầy, nhưng mà nói gì nói thì lúc đó là hết còn biết gì rồi. Thì mới thấy nghe là đúng như lời Phật dạy, thân này khi mà tắt thở rồi thì nó nằm trơ như khúc gỗ không? Phải không? Mắt tai mũi lưỡi vẫn còn y nguyên đó, nhưng mà nói gì nói không biết gì hết không? Còn bây giờ mình vẫn thấy, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, ý vẫn biết, thì tức là dấu vết tâm vẫn còn đó chứ đâu có mất không? Nếu mất thì tức là như khúc gỗ rồi. Như vậy thì đâu có ai mà thiếu không?
Đó. Cho nên có một bà lão, bà đến thiền sư Đại Đồng, bà thưa: con vừa mới mất trâu, xin thầy bối cho một quẻ. Bà nói là con vừa mới mất trâu, thì bây giờ xin thầy bối cho một quẻ, coi nó mất ở chỗ nào. Thì ngài thiền sư Đại Đồng gọi to: bà lão. Bà liền: dạ. Thì sư bảo: đây rồi. Thì ngay đó bà vui vẻ về nhà, khỏi mất trâu đâu hết. Thì quý vị thấy là trâu có mất không? Vậy là cho thấy là trâu đâu có mất thật, không? Chỉ là mình tưởng tượng mất thôi. Nên có mà không chịu nhận đó, không? Cho nên là tưởng tượng mất thôi, chứ không phải là mất thật. Vừa gọi thì biết dạ, thì trâu vẫn còn rõ ràng đó, đâu có mất, không? Vậy thì còn nghi cái gì nữa, phải không? Tức còn nghe gọi thì biết dạ liền, không? Thì trâu vẫn còn, không mất đâu hết. Cho nên đời, ví dụ như trong Quyết Mạch Luận thì tổ sư ngài cũng bảo là ba cõi đều dấy lên đồng về một tâm, Phật trước Phật sau, lấy tâm truyền tâm, chẳng lập văn tự. Thì mới đặt câu hỏi: vậy thì nếu chẳng lập văn tự thì vậy lấy cái gì làm tâm? Không lập văn tự lấy cái gì làm tâm? Thì đáp: ông hỏi ta tức là tâm ông, ta đáp ông tức là tâm ta. Ta nếu không tâm thì nhân đâu mà biết đáp ông? Còn ông nếu không có tâm thì nhân đâu mà biết hỏi ta? Vậy thì hỏi ta tức là tâm ông, từ vô thủy kiếp đến nay cho đến trong tất cả thời, vận động, hiện bài, tất cả chỗ đều là bổn tâm của ông, đều là bổn Phật của ông. Đó, thì đây thì tổ sư ngài cũng chỉ dạy đánh thức cho người học thức tỉnh trở lại rõ ràng. Ngay chỗ nói năng hỏi đáp đó là đều bài cái bổn tâm rõ ràng trong đó, chứ không có mất đi đâu hết. Không? Phải không? Ngài nói là ông hỏi ta tức là tâm ông, ta đáp ông tức là tâm ta, nếu không có tâm làm sao biết đáp. Phải không? Nhưng mà quan trọng ở đây á, là mình chớ có chạy theo cái duyên để mà quên mất chính mình, liền thành điên đảo. Đó là cái chỗ quan trọng đó, không? Tức là chạy theo cái tiếng hỏi, không? Chạy theo cái âm thanh đó, duyên theo đó, thì đó là mất mình, không? Còn ngay đó mà nhận rõ, không? Cái biết rõ ràng nơi chính mình chưa từng thiếu đó, thì cái đó là thấy rõ cái dấu vết của tâm không có mất bao giờ hết, không? Đó. Mà như vậy thì tâm vẫn còn, thì tức là giác ngộ vẫn còn. Vậy giác ngộ là từ tâm mà giác ngộ, đâu có chỗ nào khác mà giác, phải không? Nghĩa là không thể ngoài tâm mà riêng có giác ngộ được. Nếu ngoài tâm mà riêng có giác ngộ đó thì cái giác ngộ đó là gì? Quý vị biết không? Nếu ngoài tâm mà riêng có giác ngộ thì cái giác ngộ đó là giác ngộ gì? Nếu ngoài tâm mà riêng có giác ngộ đó thì cái giác ngộ đó là giác ngộ trong sách vở, trong chữ nghĩa, không? Trong sách vở, trong chữ nghĩa, cho nên nó nằm ngoài tâm. Còn giác ngộ chân thật thì phải từ nơi tâm mà giác ngộ thôi, không? Cho nên Đức Phật mà khi mà đi tìm đạo, học đạo, vị thầy này, vị thầy kia, cuối cùng rồi á, không thỏa mãn, cuối cùng rồi thì ngài tới cội cây Bồ Đề, ngồi thiền định, rồi tự giác ngộ ngay từ tâm mà giác, không? Không có từ bên ngoài. Cho nên ngài mới nói là ta gọi là học đạo không thầy đó. Thì đó là để nhắc cho tất cả thấy rõ, không? Nghĩa là vậy thì cái gọi là ai là tâm cũng vẫn còn đây, không có mất. Dấu vết trâu của mình cũng vẫn còn, chứ không có mất. Nhưng mà mình chỉ tưởng mất thôi. Vì chính vì tưởng mất cho nên là mới luôn đi tìm. Cho nên mình tu hành là cũng luôn đi tìm tâm, bây giờ tưởng mất, không? Nhưng mà nếu xét kỹ lại đó thì mỗi người chúng ta mới thấy rằng mình có một cái nghĩa là gọi là cái đáng tức cười không? Tức là tâm mình mà mình không biết lại đi tìm tâm. Đó, vị thấy không? Rồi sao nữa? Đi chạy tới người khác hỏi. Tâm mình mà đi chạy tới thầy hỏi.
phải không? Thì quý vị thấy sao? Tâm mình không biết mà đi tới người khác hỏi đó, cho nên đó là một cái nghĩa là gọi là đau đó cho mình đó, phải không? Nhưng mà sự thật thì đâu có mất, nhưng mà do mình gọi là quên mình theo vật đó, chạy theo duyên, nhớ duyên, quên mất chính mình là lâu, cho nên là tưởng mất, chứ sự thật là không mất đâu hết. Đó. Cho nên nếu mà kiểm lại đó, thì tất cả mọi người đều đang ngồi đây đó, thì không ai thiếu tâm hết. Không? Tức là có tâm là có biết, ai đều có đủ hết. Không? Bây giờ thử đặt câu hỏi lại, trong đây đó, không? Mà ai gọi là thiếu biết, không? Thiếu cái biết đó, giơ tay lên. Đó, vì kiểm là coi trong đây ai thiếu cái biết giơ tay lên. Vậy thì không ai giơ tay lên hết, thì tức là chấp nhận mình có biết, tức là có tâm vẫn còn. Mà giả sử đi có ai đó mà giơ tay lên nữa thì sao? Cũng có luôn. Nếu không có biết thì làm sao biết giơ tay lên? Vậy là cả hai trường hợp, giơ tay lên hay không giơ tay lên, cũng chấp nhận là mình có tâm. Không? Nhưng mà bây giờ lại đi tìm tâm, thì quý vị thấy sao? Đó, cho nên đó là cái đau cho mình đó. Không? Cho nên bây giờ nhớ lại đó thì mình mới thấy, để có niềm tin trở lại. Cho nên thiền sư Kính Quyền khi mà còn đi tham học đó, thì đến thiền sư Dương Quán, thì sư mới hỏi thế nào là đạo tràng vô tướng. Không? Đạo tràng mà đạo tràng vô tướng. Thì thiền sư Dương Quán mới chỉ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, mới nói cái này là do Ngô Sử Sĩ vẽ. Ngô Sử Sĩ tức là ông Ngô Đạo Tử đó, một nhà họa sĩ giỏi từ xưa đó. Không? Thì thiền sư Kính Quyền đó mới suy nghĩ ha, suy nghĩ để mà tiến ngữ, tức là để mà đáp thêm, thấy không? Thì thiền sư Dương Quán mới nhanh miệng bảo cái này có tướng, cái kia không tướng. Thì ngay đó sư liền tỉnh ngộ lễ bái, cái này có tướng, cái kia không tướng, không? Thì ngay đó tỉnh ngộ. Như vậy thì trong đây quý vị thấy cái gì trong đó? Cái này có tướng là gì? Cũng là tâm. Không? Cái này có tướng tức là ông suy nghĩ đó, không suy nghĩ tức là suy nghĩ đó có tướng đó, thì cũng là tâm thôi. Rồi cái kia không tướng là gì? Cũng là tâm, phải không? Nhưng mà tâm này là tâm có tướng, tức là suy nghĩ, ông suy nghĩ là có tướng, cho nên cái này có tướng. Còn cái kia đó là không tướng, thì cũng là tâm thôi. Rồi ngay đó tỉnh ngộ là gì? Cũng là tâm, tâm tỉnh ngộ chứ có ai trong đó. Như vậy thì ngoài tâm đâu có riêng có gì khác được, làm gì làm cũng không chạy ra khỏi tâm được. Thì vậy tại sao là còn chưa tỉnh? À, quý vị thấy không? Cho nên đó là cái thực tế, không? Và nếu mà nói thực tế hơn nữa đó là ngay đây, không? Là ngay đây thì chúng tôi nói thì quý vị nghe đó, thì có ra ngoài khỏi tâm không? Nhưng mà sao còn chưa giác đó? Vậy thì còn nghi cái gì nữa, là ở chỗ nào đó? Cho nên đó là chỗ là muốn nhắc lại đó. Cho nên thiền sư Lâm Tế Nghĩa Quyền, ngài có lần ngài thượng đường, ngài khai thị cho trong chúng, ngài nói rằng sắc thân bốn đại chẳng biết nói pháp nghe pháp. Không? Tức là cái sắc thân bốn đại này đó là không biết nói pháp nghe pháp. Tỳ vị gan mật chẳng biết nói pháp nghe pháp, hư không chẳng biết nói pháp nghe pháp, chính cái gì biết nói pháp nghe pháp. Không? Là một cái riêng sáng tỏ hiện bày rành rõ trước mắt ông đó, cái đó là biết nói pháp nghe pháp. Không? Đó. Tức là bốn đại là đất nước gió lửa là vô tri, nó là vô tri thì khi tắt thở nó cũng vẫn còn đó, thì đâu biết nói pháp nghe pháp, phải không? Tỳ vị gan mật cũng không biết nói pháp nghe pháp, cái miệng này cũng không biết nói pháp nghe pháp. Mình thường thường mình nói cái miệng nói pháp, phải không? Lỗ tai nghe pháp, phải không? Sự thật cái miệng không biết nói pháp, lỗ tai không biết nghe pháp, phải không? Cái miệng này là hai miếng da nhấp nhấp khép lại thôi, hai miếng da này, không, hai miếng da này mà khi mà tắt thở rồi thì còn hai miếng da thôi, đâu biết nói pháp, phải không? Cái gì biết nói pháp nghe pháp? Còn lỗ tai này cũng đâu biết nghe pháp, phải không? Tắt thở rồi lỗ tai vẫn còn y nguyên, vậy thì cái gì biết nói pháp nghe pháp? Đó, phải không? Đó.
Cho nên Ngài nói làm cái riêng sáng tỏ hiện bày trình đó trước mắt ông đó, cái đó biết nghe nói pháp, nghe pháp. Nếu thấy được như thế, liền cùng Phật tổ không khác. Chỉ ở trong tất cả thời, chớ để cho gián đoạn, thì chạm mắt đều phải. Chỉ vì tình sanh mà trí cách, tưởng biến mà thể khác, do đó luân hồi trong ba cõi chịu mọi thứ khổ. Đó, nó cái lỗi là chỗ là tình sanh thành ra trí cách. Nó rõ ràng, nó hiện bài đó, nhưng mà vì cái tình sanh thành ra rồi nó trí nó cách nào không nhớ, không thấy thôi. Đó, cái tưởng nó biến thành ra cái thể nó thành sai khác, đó, thành ra mê. Đó, còn mình nhớ trở lại đó, không dừng cái tình thì trí nó sáng. Đó, thì luôn luôn nó hiện bài rõ ràng, chưa từng thiếu sót bao giờ hết. Không? Đó, rõ ràng mình thấy vậy. Cho nên đây là Ngài Lâm Tế, Ngài chỉ thẳng hết tình cho mọi người. Không? Như vậy thì mình thấy rằng như thì Ngài nói vậy đó, là hết tình nói chân thật, chứ Ngài đâu có nói dối mình. Không? Ngài nói dối mình để làm gì? Không? Như vậy thì Ngài không có nói dối chúng ta, mà chính là có khi thì chúng ta đó, mọi người của mình tự dối mình, thành ra không khéo thôi. Cho nên hãy xét kỹ như vậy đó, thì mình sẽ thấy được những cái lẽ thật này, để thấy được cái sự giác ngộ, ánh sáng giác ngộ đó cũng luôn hiện hữu nơi mình. Cho nên cái điểm thứ kế đó là muốn nói đó là mọi người hãy tự cứu mình, đó là cái điều quan trọng. Mọi người hãy tự cứu mình, chứ không ai cứu mình thay. Cho nên kinh Viên Giác trong cái phẩm Tịnh Chư Nghiệp Chướng thì Đức Phật có bảo là tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay vọng tưởng chấp có ngã nhân chúng sanh thọ mạng, nhận bốn thứ điên đảo làm ngã thể thật, do đây liền sanh hai cảnh yêu ghét. Ở nơi thể hư vọng lại thêm một lớp chấp hư vọng nữa, hai cái vọng nương nhau mà sinh ra cái vọng nghiệp đạo. Vì có cái vọng nghiệp nên vọng thấy lưu chuyển, người chán sự lưu chuyển lại vọng thấy niết bàn, do đây mà chẳng thể vào được tánh giác thanh tịnh, chứ chẳng phải tánh giác nó chống cản không cho mọi người vào, và có những người vào được cũng chẳng phải vì tánh giác nó cho vào. Đó, đây thì Đức Phật Ngài bảo rõ ràng, không nghĩa là người mà có giác ngộ không phải là do tánh giác nó cho, mà người không giác ngộ cũng không phải vì tánh giác nó ngăn cản. Đó, tức là đây đó, Ngài nói rằng chính vì cái ngã này đó, không chấp nó đây, nó đã là hư vọng rồi, chấp ngã nhân chúng sanh tội giả, tức là chấp ngã chúng gì hết, vậy thì cái ngã này đã là hư vọng, không tức là không phải thật mình mà mình chấp là hư vọng rồi, đó là một lớp, rồi lại chồng thêm một lớp hư vọng thứ hai nữa, là ở trên đó lại sanh yêu ghét. Cái ngã đã hư vọng mà lại ở trên đó lại sanh yêu ghét nữa, thành ra chồng thêm một lớp hư vọng nữa. Đó, cho nên hai lớp hư vọng từ đó mà tạo thành cái nghiệp, cũng là cái nghiệp hư vọng, cho nên mới đành chịu là có hư vọng lưu chuyển. Đó, nghĩa là tánh giác thì nó đâu có lưu chuyển đi đâu, đó là tánh giác, nó là thường trụ thì đâu có lưu chuyển, nhưng mà vì chấp cái ngã hư dối này đó là mình, rồi ở trên đó lại sanh yêu ghét, cho nên đều phải tạo nghiệp để dẫn đi đó, cho nên đó gọi là lưu chuyển. Rồi ở trong đó chính vì chữ lưu chuyển đó rồi mới trong đó lại cầu niết bàn để hết lưu chuyển, cho nên rồi Ngài nói cũng là lớp vọng này qua lớp vọng kia, nghĩa là đồng ở trong vọng thôi, tức là trái với tánh giác, chứ không phải là tánh giác nó ngăn cản, nó không cho người giác. Đó, không phải tánh giác ngăn cản, tức là tánh giác nó thấy là người này thuận để cho vào, còn người kia không thuận để ngăn không cho vào. Tánh giác vẫn là tánh giác bình đẳng, chứ không có ngăn cản ai, cũng không phải cho ai, mà chính do tự mình ngăn cản mình, rồi tự mình vào, chứ không ai khác. Đó, như vậy thì tự mỗi người là mình có chịu vào hay không thôi, chứ không phải là do tánh giác. Không, đó, nó rõ ràng như vậy. Đó, vậy thì quan trọng là khéo ngộ vọng tức chơn. Không, ngộ trở lại vọng tức chơn. Không, thì liền thấu suốt cái lẽ thật xưa nay chưa từng mất. Không,
tức là ngay vọng ngộ trở lại, thì tức là thấy rõ tánh giác xưa nay chưa từng mất. Thì đó chính là cái con đường để tự cứu lấy mình ra khỏi cái lầm mê từ muôn thở, gọi là từ vô thủy. Cho nên hôm nay đó là cúng dỗ tổ, là cũng muốn nhắc lại đó, tức là nhắc lại cái gì? Cúng dỗ tổ tức là cúng kỵ, muốn nhắc lại là chết là một cái sự thật không ai tránh khỏi. Đó là cái chia điều hết cho tất cả. Cho nên người sợ cũng chết mà không sợ cũng chết, phải không? Sợ cũng chết mà không sợ cũng chết, rồi muốn cũng chết mà không muốn cũng chết, phải không? Đó, làm ngơ cũng chết mà quan tâm cũng chết, chứ không phải nói rằng tôi làm ngơ không để ý tới nó thì khỏi chết, phải không? Cho nên làm ngơ cũng chết mà quan tâm đến nó cũng chết. Đó, vậy thì đó là cái mà phải đến thôi. Nhưng đâu là cái con đường để tự cứu mình trong cái cơn đại nạn này? Đó mới chính là câu hỏi lớn cho tất cả những ai đang còn mở mắt đây. Tức là không, vậy thì nghĩa là sợ cũng chết, không sợ cũng chết, muốn cũng chết, không muốn cũng chết, làm ngơ cũng chết mà quan tâm đến cũng chết, làm gì làm cũng không tránh khỏi. Vậy thì đâu là cái con đường để tự cứu mình ra khỏi cái cơn đại nạn này? Đó là cái câu hỏi lớn không? Cho tất cả những ai còn đang mở mắt đây. Đó là câu hỏi lớn đó. Mình thường thường mình đặt câu hỏi này, câu hỏi kia, nhiều câu hỏi, nhưng mà đây mới chính là câu hỏi lớn của cuộc đời đó. Nhưng mà ít ai chịu đặt ra để trả lời, không? Nghĩa là mỗi người đang còn mở mắt đây đó, đó là câu hỏi lớn đó. Và nên nhớ rằng sao? Còn đang mở mắt đây, tức là sao? Tức là sẽ phải nhắm mắt. Đó là cái bảo đảm, không? Còn đang mở mắt đây, tức là bảo đảm là sẽ phải đến nhắm mắt, không ai tránh khỏi, phải không? Đó là gọi là con đường phải đến. Vậy thì ngay đây phải làm sao? Đó là cái điểm mà phải đánh thức để thức tỉnh lên đó, không? Cho nên mỗi người đó mình phải nhớ kỹ, không? Bây giờ mình đang còn ngồi mở mắt đây thì phải nhớ rõ là bảo đảm là mình sẽ phải đến chỗ nhắm mắt. Không ai đi ra ngoài con đường đó hết. Như vậy thì bây giờ phải làm sao? Đó là cái con đường mình phải đến đó. Ở trong nhà thiền có câu chuyện là Quốc sư Huệ An ở Tung Nhạc có một vị tăng tên là Thản Nhiên. Ông đến ông hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, thì Quốc sư Huệ An nó mới đáp: sao chẳng hỏi ý của chính mình? Ông lo ông hỏi ý tổ sư mà sao không hỏi ý của chính mình, đó mới là quan trọng. Đó, thường thường là chúng ta học Phật là cũng hay cái kiểu đó đó, lo hỏi ý của Phật, ý của tổ, nhưng mà không hỏi ý của chính mình, đó mới là cái gần gũi nhất, cái quan trọng nhất. Mình sáng tỏ được cái ý chính mình đó thì mình sẽ rõ được cái ý kia. Nhưng mà ít ai chịu hỏi tới đó, mà lo hỏi chuyện này chuyện kia chuyện ta không à, phải không? Chuyện của tổ, phải không? Nên là cho nên ngài mới bảo sao chăng hỏi ý của chính mình, thì ông tăng mới hỏi thế nào là ý của chính mình, thì ngài Huệ An đó mới đáp là nên xem tác dụng thầm kín, tức là nên xem cái tác dụng thầm kín nơi chính mình đó. Thì ông tăng hỏi thế nào là tác dụng thầm kín, thì sư mới liền nhắm mắt mở mắt chỉ đó. Tác dụng thầm kín thì mở mắt nhắm mắt chỉ đó, thì ngay đó ông tăng Thản Nhiên liền biết chỗ về, tức là tỉnh ngộ. Vậy thì ngay chỗ nhắm mắt mở mắt đó, đó là tỉnh ngộ. Còn nếu mà mình không có tỉnh ngộ được ngay chỗ nhắm mắt mở mắt đó thì sao? Thì bảo đảm cuối cùng rồi á, thì đi đến chỗ nhắm mắt mãi mãi. Phải không? Đó, tức là thân này rồi thì nhắm mắt mãi mãi. Đó, còn ngay chỗ nhắm mắt mở mắt đây mà tỉnh ngộ được rồi đó thì sẽ mở mắt đời đời không nhắm. Không? Tức là sáng tỏ được chỗ này rồi thì mở mắt đời đời luôn, không còn nhắm mắt. Thì đó là cái chỗ mình cần phải sáng mà không chịu sáng, lo đi sáng cái gì? Không? Đó.
Như vậy thì quý vị thấy ngay đây là quý vị biết chỗ về chưa? Đó, làm sao để thấy qua cái chỗ nhắm mở đó đó, thấy không? Thì gọi là cán gậy ở trong tay mình, chứ không đâu xa hết. Còn chưa đó thì lo chạy bên ngoài, thấy không? Đó, thì những cái đơn giản, cho nên mình thấy là thiền sư ngày xưa thì các ngài giảng đơn giản, không giống như mình ngày nay, thấy không? Đơn giản nhưng mà là chính xác, thấy không? Mình ngày nay á thì không có đủ những cái khéo như ngày xưa, cho nên giảng cũng hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều. Chứ còn đúng thì các ngài giảng đơn giản, ngắn gọn nhưng mà là chính xác, thấy không? Tức là đi thẳng vào trong cái gọi là lẽ thật, cái ý thật, thấy không? Nhưng mà bây giờ mà nếu mà mình mà giảng theo kiểu ngày xưa đó thì chắc là pháp hội này rút từ từ hết. Thành ra đây là gợi ý, thấy không? Như vậy thì đó là muốn gợi ý, là muốn nhắc cho tất cả. Thì nói nhiều thì sao? Tức là nói nhiều quá thì nó cũng đi trên cái ngôn ngữ nhiều, phải không? Đó, cho nên là quan trọng là gợi ý, phải không? Để nhắc cho tất cả làm sao để mình có một cái nhận định rõ, sáng suốt, để cho một cái buổi nghĩa là cúng tổ mình nó cũng có thêm ý nghĩa. Cho nên để tóm kết lại là xin nhấn mạnh là cửa giác ngộ vẫn còn đang mở, chưa đóng. Đó, xác định rõ với tất cả, không? Cửa giác ngộ vẫn còn đang mở, chưa đóng. Bởi vì ai cũng đều có tánh giác, tâm vẫn còn đây, dấu vết vẫn còn, thì tức cửa giác ngộ vẫn còn mở chứ chưa đóng. Mà chịu vào hay không là do mình thôi, thấy không? Cho nên đó là để sẵn chờ ai đó. Cửa giác ngộ vẫn còn sẵn, chưa đóng đó, nhưng mà để sẵn cửa đó, nhưng mà để sẵn chờ ai? Ai là cái người gọi là xưng phong vào đó? Cho nên đây là một cái lẽ thật, gọi là lẽ thật 100%, không có dối gì hết, thấy không? Vậy thì trong đây ai cũng có đôi mắt, thấy không? Trong đây mọi người, ai cũng đều có đôi mắt hết, thấy không? Quý vị trong đây có ai mà thiếu đôi mắt không? Ai cũng đều có đủ đôi mắt hết, nhưng mà có chịu thật mở để vào hay không, đó mới là quan trọng. Vậy thì mọi người đều có đôi mắt hết, thấy không? Nhưng mà có chịu mở thật để mà vào hay không, đó là cái câu hỏi. Mà câu hỏi này đó, ai trả lời được chính xác nhất? Đó. Câu hỏi này ai trả lời được chính xác nhất? Không ai ra ngoài chính mình. Chính mình là cái người trả lời chính xác nhất thôi. Không ai trả lời thế được hết. Đó. Cho nên cũng nhắc cái coi vị tăng hỏi thiền sư Nguyệt Luân, thế nào là chỗ dụng tâm của học nhân? Thì thiền sư Nguyệt Luân mới đáp là cửa giác mở toan, đối trăng chớ mê. Tức là cửa giác vẫn đang mở toan đó, nhưng mà đối trước trăng chớ có mê. Cửa giác sẵn sàng mở đó thôi, cũng như mình đang đối trước mặt trăng đó, chớ có mê, là ngay đó là vào thôi. Cho nên cái quan trọng là nhất là đối với trong nhà thiền đó, là cái giây phút quan trọng nhất là giây phút gì quý vị biết không? Ngay đây bây giờ là giây phút tuyệt vời nhất. Ngay đây bây giờ là giây phút tuyệt vời nhất, khỏi cần phải lo lắng tìm đâu xa hết. Nhưng mà ít có ai chịu sống trở lại với cái giây phút tuyệt vời này, mà luôn luôn là sống với cái gì? Ở đâu đâu, cho nên ngồi đây nhưng mà không chịu sống với ngay đây bây giờ, mà sống với cái đâu đâu. Cho nên chính chỗ đó là chỗ mê thôi. Chứ còn mọi người khéo chịu sống trở về cái ngay đây bây giờ,
mà quý vị ứng dụng luôn lúc nào cũng vậy hết, thấy không? À, ngồi đây quý vị phải ngay đây bây giờ, thấy không? Rồi chút mà đi ra ngoài, thấy không? Rồi về phòng cũng ngay đây bây giờ, quý vị đi ra xe cũng ngay đây bây giờ, lúc nào cũng sống như vậy đó, là bảo đảm đó là giây phút tuyệt vời nhất. Còn khi mà rời ra một chút đó là nó đi xa, đi lệch. À. Cho nên tôi có hai cái câu thơ mà để xin tặng cho tất cả, là cửa giác mở toang ít người đến, ngục mê đóng kín cứ chen vào. Cửa giác mở toang sẵn hết mà ít có người chịu đến, còn cái ngục mê đó, không, chỗ đó là chỗ đóng kín, không? Nghĩa là quý vị thấy không, chư Phật, chư Tổ, các bậc thiện thức ra đời luôn luôn là sao, đánh thức, nhắc nhở, khơi dậy cho mọi người là phải giác, kêu mọi người, kêu gọi mọi người phải giác, tức là sẵn sàng mở sẵn hết, nhưng mà ít ai chịu đến. Còn cái chỗ cái ngục mê, cái chỗ tối tăm đó là các ngài luôn ngăn chặn, không cho, không cho vào, cấm, đóng kín, nhưng mà cứ chen vào, chen vào. Có khi không cho vào còn buồn nữa. Bởi vì đây, phải không? Mấy cái chỗ đó, chỗ đó là chỗ mà các ngài ngăn chặn, đóng kín, không cho vào. Có nhiều người không cho vào thì còn buồn, còn trách nữa. Bởi vì thấy mới lạ đời. Rồi, cho nên như đó là bây giờ tỉnh lại là thấy là con đường mình đi là sáng tỏ rồi. Không? Cho nên cuối cùng đây xin nhắc lại bài kệ của Thiền sư Thạch Điền, nhân cái đêm Trung Thu Ngài Thượng Đường, Ngài khai thị cho đại chúng, là nguyên văn chữ Hán là: thông thân vô mít xứ, biến giới bất tằng tàng, bế mục Trung Thu tọa, khước tiếu nguyệt vô quang. Tức là toàn thân không chỗ kiếm, hiện tiền khắp mọi nơi, Trung Thu ngồi khép mắt lại cười, trăng không soi. Trung Thu là trăng sáng, nhưng mà ngồi nhắm mắt rồi lại bảo là không có trăng. Như vậy thì tức là sao? Trung Thu mà không có trăng, hay là Trung Thu không có trăng, hay là tại ai? Vậy thì hiện tiền đây là ai nhắm mắt, ai mở mắt? Đó là câu hỏi đặt ra cho tất cả đó. Ngay hiện tiền đây, ai nhắm mắt, ai mở mắt? Thôi mời tất cả đồng cúng tổ và xong. Thôi nguyện hồi hướng ha. Chúng sanh nào